Những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga Ukraine chiều ngày 7 tháng 8. Georgia chặn đường ô tô phương Tây sang Nga và Belarus. Ukraine dẫn thêm tên lửa tầm xa của Pháp. Quan chức Nga tuyên bố Moscow sẽ mở cuộc tiến công lớn ở Ukraine. Chuyên gia quân sự NATO ngưỡng mộ chiến thuật mới của lực lượng vũ trang Ukraine trong chiến tranh. Ukraine tung lực lượng hùng hậu tấn công vào Trabotino, Ukraine tuyên bố chọc thủng tuyến phòng thủ đáng sợ của Nga ở miền Nam. Tất cả sẽ được kể tới quý vị ngay sau đây. Thì nghĩ mến chào quý khán giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Georgia chặn đường ô tô phương Tây sang Nga và Belarus. Kính thưa quý vị, viện dẫn các lệnh trừng phạt của phương Tây, Georgia đang cấm tái xuất và quá cảnh ô tô nhập khẩu từ Mỹ và Liên minh châu Âu sang Nga và Belarus. Mặc dù động thái này được cho là nhằm giúp thực hiện các biện pháp trừng phạt, nhưng vẫn chưa rõ liệu nó có ngăn cản những chiếc xe gián tiếp đến Nga hay không. Việc hạn chế tái xuất khẩu hoặc cho phép quá cảnh ô tô nhập khẩu từ Mỹ sang hai quốc gia có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8, trong khi các hạn chế đối với ô tô châu Âu sẽ có hiệu lực vào ngày 26 tháng 9. Chính quyền Georgia đã đưa ra thông báo công khai vào ngày 3 tháng 8 sau lần đầu tiên xác nhận tin tức về các hạn chế mới để trả lời các câu hỏi của giới truyền thông. Theo các nhà chiêu trách, động thái này là cần thiết để tuân thủ các gái trừng phạt mới hơn của phương Tây. Quyết định này tuân theo gái trừng phạt thứ 11 của EU, tập trung nhiều hơn vào việc hợp tác với các nước thứ ba để ngăn chặn khả năng lách các biện pháp trừng phạt hiện có đối với Nga, bao gồm cả thông qua tái xuất khẩu. Russia chưa áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, nhưng đã cam kết không cho phép sử dụng lãnh thổ của mình để trốn tránh các lệnh trừng phạt. Việc tái xuất khẩu ô tô nhập khẩu, bao gồm các ô tô đã qua sử dụng và ô tô được qua tân trang, là một ngành kinh doanh đang phát triển nhanh chóng ở Georgia trong nhiều năm. Đất nước này đã trở thành một trung tâm công nghiệp khu vực, thu hút khách hàng từ các nước thuộc Liên Xô cũ và Đông Âu. Ô tô là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Georgia trong nửa đầu năm 2023, với tổng giá trị xuất khẩu tăng hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2022 và chiếm gần 1 phần 3 tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Nhưng những hạn chế mới dự kiến sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng. Hiện tại, tỷ lệ ô tô đi từ Georgia đến Nga chỉ dưới 5,5%. Sankro Bissazer, đại diện của Carcassus Auto Import, một gã khổng lồ trong thị trường ô tô Georgia, nói với BMC vào ngày 3 tháng 8. Những hạn chế trước đó đã cấm xuất khẩu ô tô đắt tiền của phương Tây có giá trên 50.000 đô la sang Nga. Các giới hạn mới mở rộng cho những chiếc xe có kích thước động cơ hơn 1,9 lít cũng như xe điện và xe hybrid trong 6 tháng đầu năm 2023, Nga là thị trường nhập khẩu ô tô lớn thứ năm từ Georgia sau Kyrgyzstan, Kazakhstan, Azerbaijan và Armenia. Mua 3.786 ô tô từ Georgia với tổng kim ngạch thương mại lên tới 52 triệu đô la, tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái. Mặt khác, tại Belarus, chỉ có 129 ô tô trị giá 2,5 triệu đô la được xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm nay so với 16 ô tô trị giá 442 đô la Mỹ trong cùng kỳ năm ngoái. Nhưng các nhà quan sát đã lo lắng về bước nhảy đáng kể ở những nơi khác, bao gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan và Armenia. Tất cả các quốc gia này đều là thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu, một khối do Nga đứng đầu với một hệ thống hải quan tích hợp duy nhất. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng ô tô xuất khẩu sang Armenia trong nửa đầu năm 2023 đã tăng khoảng 5 lần, sang Kazakhstan gần 4 lần và sang Kyrgyzstan 2,5 lần. Tốc độ tăng trưởng của các quốc gia này thậm chí còn lớn hơn xét về tổng chi phí ô tô xuất khẩu. Ngược lại, số lượng ô tô xuất khẩu sang Azerbaijan, ngay cả khi tổng chi phí ô tô tăng gần gấp đôi. Kể từ khi Nga tấn công Ukraine, Russia đã được chú ý như một trong những con đường tiềm năng để Nga trốn tránh các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Vào tháng 6, các quan chức hải quân của Nga tuyên bố rằng, tại Upholage, cửa khẩu biên giới nối Georgia với Nga, Moscow đang vượt qua sự phong tỏa kinh tế mà các nước châu Âu áp đặt lên chúng tôi. Tuy nhiên, các quan chức Russia đã nhiều lần tuyên bố rằng, Họ đang làm việc với các đối tác phương Tây để thực hiện việc giám sát xuất khẩu cần thiết. Ukraine nhận thêm tên lửa tầm xa của Pháp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận đã nhận được tên lửa tầm xa Scalp từ Pháp. Hãng thông tấn nhà nước Ukraine UNIANFORM đưa tin, vào ngày 6 tháng 8, tổng thống Ukraine Zelensky chia sẻ một video trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy tên lửa tầm xa Scalp mà tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết gửi tới Kiev vào tháng trước. Theo đó, giữa tháng 7, Tổng thống Emmanuel Macron thông báo chính phủ Pháp quyết định cùng Vương quốc Anh tặng tên lửa Scalp cho Ukraine. Tổng thống Emmanuel Macron phát biểu khi tới Vilnius, Litva dự hội nghị thượng đỉnh NATO hôm 10 tháng 7 rằng Tôi đã quyết định tăng cường chuyển giao vũ khí và thiết bị để giúp Ukraine có khả năng tấn công xa hơn, đồng thời duy trì học thuyết, hỗ trợ Kiev bảo vệ lãnh thổ. Ông Emmanuel Macron nói rằng Loại vũ khí được chuyển giao là tên lửa hành trình tầm xa Scab đã được Anh chuyển giao cho Ukraine với tên gọi Storm Shadow, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết về số lượng. Mặc dù Pháp và Anh cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, song đến nay Đức vẫn chưa đưa ra quyết định tương tự. Tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow, Scalpy, do Anh và Pháp hợp tác phát triển, có tốc độ tối đa 1.000 km h đủ sức đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 250 cho đến 560 km, tùy theo biến thể. Không quân Ukraine sử dụng chúng để tấn công những mục tiêu giá trị cao, được lưới phòng không bảo vệ và nằm sâu trong lãnh thổ Nga kiểm soát. Các nước phương Tây đã trang bị vũ khí cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu hoạt động quân sự vào tháng 2 năm 2022, sự hỗ trợ này đã phát triển từ đạn pháo hạng nhẹ sang vũ khí hạng nặng, trong đó có cả xe tăng. Trong những tháng gần đây, Ukraine đã thúc ép phương Tây, cung cấp máy bay chiến đấu cho nước này. Quan chức Nga tuyên bố Moscow sẽ mở cuộc tiến công lớn ở Ukraine. Thành viên của Đồng Quốc phòng Thượng viện Nga nói rằng Moscow đang chờ thời điểm thích hợp để tiến công sau khi vô hiệu hóa cuộc phản công của Ukraine. Nghị sĩ Dmitry Bernimov thành viên Hội đồng Quốc phòng Thượng viện Nga, cho biết trong cuộc phỏng vấn được công bố vào ngày 6 tháng 8 rằng, cuộc phản công của Ukraine đã diễn ra được 2 tháng mà không mang lại thành công nào. Chúng ta đang bào mòn lực lượng đối phương. Quân đội Nga sẽ mở chiến dịch tiến công khi xuất hiện điều kiện thích hợp. Nghị sĩ Berminov khẳng định phương Tây đang tỏ ra không hài lòng với tiến độ phản công của Ukraine trong bối cảnh nước này chịu nhiều thiệt hại nhân lực và để mất hàng loạt khí tài hiện đại do NATO cung cấp. Quan chức Thượng viện Nga cũng nhận định, Moscow và Kiev khó lòng quay lại đàm phán trong tương lai gần. Các ông chủ Mỹ không cho phép Tổng thống Volodymyr Zelensky ngồi vào bàn đàm phán. Họ còn thúc đẩy Ukraine thông qua đạo luật cấm hòa đàm với Nga. Ông nói, Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về phát biểu trên Ukraine phát động chiến dịch phản công quy mô lớn vào đầu tháng 6, đưa nhiều lữ đoàn cho NATO huấn luyện với vũ khí phương Tây ra chiến trường. Kiev hôm 5 tháng 8 tuyên bố lần đầu xuyên thủng phòng tuyến Komaskova sau khi tái kiểm soát nhiều ngôi làng và hơn 210 km vuông lãnh thổ. Tuy nhiên, nước này hứng nhiều tổn thất về binh sĩ và phương tiện chiến đấu hạng nặng khi tìm cách xuyên thủng phòng tuyến kiên cố của Nga. Giới chức Ukraine cho biết chiến dịch phản công có thể kéo dài và khó khăn đồng thời kêu gọi đồng minh phương Tây viện trợ thêm vũ khí. Cô đội nga đang đưa lực lượng dự bị gồm các đơn vị chuyên nghiệp tới chiến trường ở miền đông và miền nam. Thứ trưởng quốc phòng Ukraine Anomolia đánh giá nga đã tung các đơn vị đổ bộ đường không xung kích ra trận, đồng thời nhận định giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra ở thành phố Avdiivka và Morinka thuộc tỉnh Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 4 tháng 8 nói rằng, quân đội của Ukraine thiệt hại hơn 43.000 binh sĩ và 4.900 phương tiện chiến đấu sau 2 tháng phản công. Ukraine và Nga đều khiếm khi công bố số thương vong của lực lượng mình. Chuyên gia quân sự NATO ngưỡng mộ chiến thuật mới của lực lượng vũ trang Ukraine trong chiến tranh Ukraine có thể dắn một đòn nặng nề vào nền kinh tế của Nga bằng cách tiếp tục tấn công hàng loạt vào các tàu chiến và tàu buôn của Nga ở Biển Đen hướng đến cảng Novorossiysk. Trong trường hợp đó, Moskva sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng với các công ty bảo hiểm, dẫn đến sự sụp đổ việc xuất khẩu dầu ngoài khơi của Nga ở Biển Đen. Điều này được chuyên gia quân sự của lực lượng mặt đất NATO Thomas Tainer đã viết trên trang Twitter của mình, lưu ý đến các chiến thuật hiệu quả của Ukraine trong cuộc chiến. Theo lời ông, những cuộc tấn công vào các tàu Nga trước tiên sẽ làm tăng chi phí bảo hiểm cho các tàu Nga sau đó gây ra sự từ chối làm việc với các công ty vận tải biển của nga tàu không thể chở hàng nếu không có bảo hiểm ông viết đây chính là cách thực hiện một cuộc tấn công nhỏ vào các con tàu đang đi đến Novorossiysk và các bạn sẽ thủ tiêu việc bảo hiểm cho các chuyến đi ở nga và bằng cách này các bạn có thể áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với nga và phá hủy nền kinh tế của nước này ukraine đã đáp trả sự bịp bợm của putin khi đang có những quả bóng NATO mong muốn như vậy. Trước đó, đáp trả tuyên bố của Nga về việc đóng cửa các cảng của Ukraine. Ukraine cho biết sẽ coi tất cả các tàu cập cảng Biển Đen của Nga là chở hàng quân sự, đồng thời tuyên bố khu vực Đông Bắc Biển Đen là khu vực quân sự khép kín. Trong những trường hợp như vậy, các công ty bảo hiểm hoặc tăng đáng kể chi phí bảo hiểm hoặc hoàn toàn từ chối làm việc do rủi ro quân sự rất lớn. Ukraine tung lực lượng khủng khẩu tấn công vào Rabotino. Quân đội Ukraine lần đầu chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga và chiếm làng Staryomayovsky. Trận chiến đẫm máu và tàn khốc hơn dự kiến. Trên hướng Rabotino, quân đội của Ukraine tung lực lượng dự bị vào trận. Theo tờ The Washington Post của Mỹ, vào ngày 3 tháng 8 đưa tin, Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine phải tung quân đoàn 10 là lực lượng dự bị chiến lược vào chiến đấu ở khu vực Rabotino. The Washington Post cho biết lý do quân đội Ukraine phải tung lực lượng dự trữ chiến lược vào chiến đấu nhằm đạt được ít nhất một số thành công trong quá trình phản công. Hãy nhớ lại rằng, cuộc phản công đã diễn ra trong tháng thứ ba và theo truyền thông phương Tây, trong thời gian này, quân đội Ukraine đã tái chiếm một diện tích lãnh thổ tương đương với những khu vực bị mất trong cùng thời kỳ. Quân đội Ukraine tiến sâu được một chút về phía nam của thị trấn Odesa và trên mỏm đá Bremensky, nhưng đã mất các vùng lãnh thổ ở phía tây đường Kremenaya Svatovo cũng như gần Kupiansk. Điều này cho thấy giai đoạn thứ hai của cuộc phản công của Ukraine nhằm phá vỡ tuyến phòng thủ ở các khu vực chiến lược quan trọng. Một trong những khu vực này là Tabotino ở vùng Saborisia. có nhiều cơ hội để quân Ukraine chọc thủng hàng phòng thủ của Nga. The Washington Post thừa nhận rằng, quân đội Ukraine cần phải vượt qua 19 km bãi mình, hàng rào kỹ thuật và các yếu tố khác lâm chậm quá trình phản công trực tiếp trước các vị trí của Nga trong khu vực này. The Washington Post viết rằng, quyết định tung quân đoàn cơ động số 10 của quân đội Ukraine vào chiến đấu đã được đưa ra vào tuần trước. Điều này dẫn đến sự gia tăng chiến sự theo hướng Odekov Square. Theo nhà phân tích quân sự người Mỹ Ripley cho biết, vẫn chưa có thể khẳng định với việc phương Tây viện trợ như vậy liệu quân đội Ukraine có thể tạo được bước đột phá hay không. Nhưng hiện tại, tốc độ tiến công của Ukraine đang chậm, đồng thời các nguồn dự trữ cũng đang cạn dần. Quân đội Ukraine cho biết họ đang cố gắng giành được chỗ đứng trong khu vực Trabotino, nhưng thời tiết rất lý tưởng cho quân Nga để sử dụng không quân, pháo binh và UAV lãng vãng, đồng thời chế áp các trận địa pháo binh, súng cối của quân đội Ukraine. The Washington Post cũng cho biết Hiện nay, hành động kém phối hợp hơn và ít kinh nghiệm hơn so với những lực lượng đã phản công thắng lợi vào năm ngoái, gần Kharkov và Kherson. Ukraine tuyên bố chọc thủng tuyến phòng thủ đáng sợ của Nga ở miền Nam Ukraine tuyên bố họ đã phá vỡ một phần tuyến phòng thủ đáng sợ của Nga trong cuộc phản công. Ukraine cho biết quân đội của họ đã phá vỡ các tuyến phòng thủ của Nga ở phía nam đất nước trong một cuộc phản công thành công hiếm có nhưng với sự thừa nhận của chính Ukraine, giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công sẽ còn khó khăn hơn. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Molia đã đưa ra một bản cập nhật về các hoạt động, tuyên bố rằng hệ thống phòng thủ của Nga đã bị xuyên thủng. Tuy nhiên, bà không cung cấp vị trí chính xác. Bà Hanna Molia nói rằng Nga đã tạo ra nhiều lớp phòng thủ khó bị phá vỡ hơn. Theo bà Hanna Molia, những người lính Nga đã xây dựng các công sự bê tông trên vùng đất cao, Điều này có thể khiến họ khó tiến lên. Bà Anamalia cũng cho rằng các cuộc bắn phá của pháo binh và bãi mìn là những trở ngại đáng kể. Đồng thời nói thêm rằng Nga đang huy động thêm các nguồn lực và dự trữ chiến đấu ở phía Nam và phía Đông. Cuộc phản công rất được mong đợi của Ukraine chỉ đạt được những thành tựu nhỏ trong 2 tháng. Các tuyến phòng thủ công phu của Nga đã chứng tỏ hiệu quả hơn mong đợi, đặc biệt là các bãi mìn, chứng ngại vật và cạm bẫy chống tăng. Ở một số khu vực, bãi minh dày đặc đã buộc cho các binh sĩ của Ukraine phải bỏ lại xe tăng phương Tây và đi bộ. Các quan chức Ukraine đã nói rằng, quân đội của họ gặp bất lợi vì vũ khí của phương Tây mà họ cần để giúp họ tiến lên mất quá nhiều thời gian để Nga có thể chuẩn bị phòng tuyến kiên cố và nguy hiểm. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ hãy tiếp tục đồng hành cùng bản tin của chúng tôi bằng cách nhấn thích video cũng như chia sẻ cho nhiều người được biết. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận. Một lần nữa, cảm ơn quý vị đã tin tưởng lựa chọn kênh HTD News để theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở chương trình tiếp theo.